Giữa lúc dịch bệnh ai cũng buồn, ai cũng khổ. Chính phủ đề ra dùng hàng không để đi giải cứu công dân. Trăm ngàn nỗi đau mà làm sao nỡ ăn trên xương máu người dân. Muốn bay đi phải có giải ngân, những quan tham cô moi thêm từng đồng tiền xương máu đồng bào. Cả nước mệt nhoài đang gồng mình lên chống dịch, nhưng họ lại vui, họ lại ăn rồi đem chia trác cho nhau. Để lại nỗi đau còn quằn sâu, tiếng tham quan sẽ mãi về sau. Chúng chia nhau tới cả triệu đô, muốn bay đi phải chung chi đã trở thành cái thói lâu nay. Tiền đã khiến lòng con người ta thành ác quỷ chuyên đi hai người. Tiền đã khiến lương tâm đổi thay như quỷ ma đội lốt người đang tồn tại giữa đời. Rồi chúng nó phải ra tòa thôi, rồi chúng nó sẽ phải đền tội. Rồi chúng nó có hiểu được đâu bao nỗi đau, bao kiếp người đã nằm xuống.